Xin chào anh em, hôm nay em tiếp tục review cho anh em một bộ Nokia 3510i anh em nhé. Đây này, trong quyển sách hướng dẫn này thì nó hướng dẫn về kiểu dáng, hình ảnh với màu sắc này. Đây, em giới thiệu cho anh em một bộ này, tất cả còn lưu nguyên trong ni lông nhưng em lắp sẵn vào để em quay clip cho anh em xem. Thông tin của nó là 3510i này, màu blue and white này. Đây, thì em giải thích cho anh em sao nó có cái màu blue and white này. Cái hộp này thì nó cũng khá là lạ nha anh em nhé. Đó. Không biết là hình ảnh nhân vật nào thì không rõ. Rất là đẹp. Thì máy thì chỉ gồm sách hướng dẫn này. Thì em đã lắp sẵn pin vào để em tiện review cho anh em xem, còn tất cả nó lưu nó ở nguyên trong ni lông này rồi anh em ạ. Đây, cắm vào này. Sóng phun hết anh em nhé. Đây là cột sóng, đây là pin này. Pin này để lâu nó hết thì tí em sạc. Mọi người nhìn cận cảnh xuất cho thị trường Ả Rập anh em ạ. Đây, nó có cái ký tự của các nước Ả Rập này. Thì mọi người nhìn cái máy xịn, nó có độ sần nè, sần không? Đấy. Nó có những cái màu sắc này rất là đẹp này. Đấy, lúc nãy em giới thiệu cho anh em là nó bộ này là nó đọc cái là nó màu blue and white, có nghĩa blue là bên trên và dit thì là màu trắng. Quay cận cảnh sân rất là đẹp. Cái này mình gọi vào máy test thử xem. Để em gọi vào máy nó nhấp nháy rất đẹp anh em nhé. Thế em gọi vào cái máy này xem lúc chục chuông nó đổ nó nhấp nháy rất là đẹp. Đấy, em mọi người cần thì liên hệ qua Zalo của em nhé. Zalo của em là 0982.830.738 ạ. Thông này nó sáng rất là đẹp, màu trắng thì độc nhất ở Việt Nam chưa ai có đâu. Hết pin rồi anh em ạ, thôi để em sạc pin này tí. Mọi người cần thì liên hệ máy cổ thì liên hệ qua Zalo là 0982.830.738 nhé. Em xin cảm ơn mọi người.